Nằm khuất sau những đám mây bông bệnh trên đỉnh núi cao, chùa Thiền Tâm hiện lên thất thanh tịnh như một viên ngọc quý giữa thiên nhiên hùng vĩ. Xung quanh chùa là rừng trúc xanh mát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gió thổi nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương, mang lại cảm giác yên bình và thư thái. Chiều tà hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh vật trở nên huyền ảo và lãng mạn. Một cô gái trẻ tên Lan đến trước cổng chùa, với bước chân chậm rãi và tâm trạng nặng nề. Khuôn mặt Lan thoáng nét buồn, đôi mắt như chất chứa bao tâm sự và nỗi niềm khó nói. Đôi mắt ấy phản chiếu những suy tư sâu lắng như đang tìm kiếm một điều gì đó quan trọng. Dường như Lan đang đi tìm một điều gì đó, một câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng. Cô hy vọng rằng nơi đây sẽ mang lại cho cô sự bình yên và giải đáp những thắc mắc. Lần tìm đến chùa Thiền Tâm với mong muốn tìm thấy sự bình yên, một nơi để tâm hồn được nghỉ ngơi. Cô đã từng nghe tiếng về vị thiền sư trụ trì ở đây, một người nổi tiếng hiện từ và thông tuệ, có thể giúp cô tìm thấy sự an lạc. Vị thiền sư ấy không chỉ nổi tiếng với sự hiện từ mà còn với trí tuệ sâu sắc, có thể soi sáng con đường cho những ai lạc lối. Bước chân Lan có chút năng chịu khi bước vào sân chùa, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng tìm thấy sự an yên và giải thoát. Lần được một chú tiểu dẫn vào gặp thiền sư, cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng, không biết cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại điều gì. Ông đang ngồi thiền, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên khuôn mặt. Không gian yên tĩnh và thanh bình của ngôi chùa khiến Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt ông toát lên sự bao dung và thông thái, khiến Lan cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhận ra rằng mình đang đứng trước một người có thể giúp cô tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng. Vị thiền sư ân cần hỏi Lan về lý do cô đến chùa. Giọng nói của ông trầm ấm, mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng. Lần ngập ngừng, khó khăn chia sẻ những băn khoăn giấu kín trong lòng, cô cảm thấy như đang trút bỏ một gánh nặng lớn khi nói ra những điều này. Lắng nghe Lan tâm sự, thiền sư chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Ông không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe, tạo cho Lan cảm giác được tôn trọng và thấu hiểu. Sau khi Lan dứt lời, vị thiền sư nhẹ nhàng nói, "Con à, giá trị của bản thân con không nằm ở việc so sánh mình với người khác, mà nằm ở chính con người thật của con. Hãy tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và đừng để những lo lắng làm mờ đi ánh sáng của con." Nói đoạn, thiền sư dẫn Lan ra vườn hoa bên hông chùa. Khu vườn này là nơi ông thường dẫn các học trò đến để giảng dạy những bài học quý giá về cuộc sống. Giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu, ông chỉ tay vào một bông hoa dã quỳ nhỏ bé đang e ấp bên lề. Những bông hoa khác xung quanh đều nở rộ, khoe sắc, nhưng bông hoa dã quỳ lại có vẻ khiêm nhường hơn. "Con có thấy bông hoa dã quỳ kia không?" thiền sư hỏi. "Nó đứng một mình, không nổi bật nhưng vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó. Nó có tự ti vì mình không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu sa như hoa lan, không thơm ngát như hoa huệ." Lan lắc đầu. Cô hiểu rằng mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng biệt và không cần phải so sánh với nhau. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó. Hoa hồng có sắc đỏ quyến rũ, hoa lan có vẻ đẹp kiêu sa và hoa huệ có hương thơm ngát. Bông hoa dã quỳ tuy nhỏ bé nhưng vẫn mang trong mình sức sống mạnh mẽ và màu vàng rực rỡ. Nó không cần phải giống bất kỳ loài hoa nào khác để tỏa sáng. Con người cũng vậy, mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Không ai giống ai và đó chính là điều làm nên sự phong phú của cuộc sống. Điều quan trọng là con phải nhận ra giá trị của bản thân và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác vì con là duy nhất và đặc biệt theo cách của riêng con. Buổi tối hôm đó, Lan được ở lại chùa. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh soi sáng khuôn mặt cô. Lan chợt nhớ đến câu chuyện thiền sư kể lúc nãy. Ánh sáng của ngọn nến này có thể nhỏ bé so với ánh mặt trời, nhưng nó vẫn có thể soi sáng cả căn phòng. Con người cũng vậy, hãy tự tin tỏa sáng bằng chính khả năng của mình. Lần suy nghĩ về những lời dạy của thiền sư, cô nhận ra rằng tự ti là một hòn đá cản trở bước chân cô. Lần quyết định sẽ thay đổi, không còn so sánh mình với người khác nữa. Những ngày sau đó, Lan ở lại chùa Thiền Tâm, chuyên tâm học hỏi thiền sư. Cô học cách sống chậm lại, quan sát nội tâm và lắng nghe tiếng nói của chính mình. Dần dần, Lan cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa dừng lại. Một đêm nọ, khi Lan đang ngồi thiền trong phòng, một cơn bão lớn ập đến.
Gió rít ngoài kia, mưa như trút nước. Lan cảm thấy bất an, lo sợ. Tâm trí cô lại rối bời, những suy nghĩ tiêu cực lại ùa về. Giữa cơn bão dữ dội, Lan nhớ lại lời dạy của thiền sư, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm ngồi thiền. Lan tập trung vào hơi thở, gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ. Dần dần, tâm trí cô trở nên tĩnh lặng. Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cơn bão qua đi, nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ. Lần bước ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành. Cô mỉm cười, nhận ra rằng mình đã vượt qua được một thử thách lớn. Nếu bạn cảm thấy được truyền cảm hứng từ câu chuyện này, hãy ấn nút thích để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ nó với bạn bè và để lại ý kiến dưới đây với suy nghĩ của bạn hoặc những câu chuyện thiền mà bạn muốn nghe tiếp theo. Đồng thời, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những khoảnh khắc truyền cảm hứng và yên bình tiếp theo của chúng tôi. Sự tương tác của các bạn là nguồn động viên cho hành trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trên con đường trí tuệ và giác ngộ cùng chúng tôi.